Vâng, Tuyên xin chào tất cả các bạn đã theo dõi kênh Xe Bắc Giang. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Hiện tại đã là cuối năm rồi, cuối năm 2020 rồi. Chắc chắn là rất nhiều bạn, rất nhiều gia đình đang có dự định mua cho mình một chiếc xe để phục vụ vào những cái ngày Tết cuối năm, hoặc là nhiều gia đình ấy, nhiều bạn ấy cũng tiết kiệm, đi làm tiết kiệm vất vả cả năm thì cuối năm cũng muốn sắm cho mình một chiếc xe để phục vụ cho phương tiện đi lại, làm ăn cũng như là đi chơi. Chính vậy mà cuối năm nay, năm 2012, Tuyên sẽ cố gắng mỗi ngày ra một video chia sẻ cho mọi người những cái thông tin về xe, hình ảnh review về xe, hoặc là những cái thông tin về lãi suất khi các bạn mua xe máy trả góp, cũng như những kinh nghiệm để các bạn mua xe máy trả góp được ưu đãi nhất. Vâng, thì nội dung trong video ngày hôm nay Tuyên muốn chia sẻ tới mọi người về một câu chuyện. Đây là một câu chuyện có thật mà một bạn trẻ vừa nhắn tin cho Tuyên. Bạn ấy thì không phải là nhắn tin cho Tuyên cần tư vấn về mua xe máy trả góp, mà bạn ấy đã mua xe máy trả góp rồi ở một nơi khác, một cửa hàng khác, không phải cửa hàng của Tuyên, không phải cửa hàng ở bên Tuyên. Nhưng khi bạn mua về thì bạn ấy băn khoăn tại sao tiền lãi của bạn ấy trong chiếc xe đấy nó lại lớn như vậy, trong khi bạn ấy được nhân viên tư vấn qua điện thoại, qua Zalo thì lại rất là thấp, lãi suất chỉ có 0,7% mà thôi. Vâng, thì bạn ấy có chia sẻ với Tuyên rằng bạn ấy mua một chiếc xe Honda Wing X phiên bản bình thường thôi, giá khoảng 45 triệu, bạn ấy trả trước 7 triệu, có nghĩa là bạn ấy vay khoảng 38 triệu. Trong vòng 20 tháng thì tiền lãi lên khoảng 20 triệu đồng. Bạn ấy có chia sẻ với mình thoang thoảng đâu đó là tiền lãi, cả tiền lãi cộng vào nó lên là 60 triệu đồng, nghĩa là trong vòng 20 tháng bạn ấy mất khoảng hơn 20 triệu đồng tiền lãi. Mà nhân viên tư vấn, không biết là nhân viên hay là cộng tác viên các bạn nhé, bởi khi các bạn mua xe máy tại Việt Yên ý, thì các bạn rất dễ gặp phải cộng tác viên, bởi vì nhiều cửa hàng đang kinh doanh xe theo hình thức là tuyển cộng tác viên rồi bán giá xe chênh lên rất là cao. Thì vấn đề này tôi sẽ chia sẻ tới các bạn ở video ngày hôm sau nhé. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ chủ yếu về lãi suất cho các bạn thôi. Thì các bạn hình dung nhé, các bạn hình dung nhé, nếu như ai đó tư vấn cho các bạn là lãi suất 0,7% thì đồng nghĩa với việc các bạn vay 10 triệu thì một tháng các bạn mất 70.000 đồng tiền lãi. Các bạn vay 20 triệu các bạn mất 140.000 đồng tiền lãi. Các bạn vay 30 triệu các bạn mất 210.000 đồng tiền lãi. Các bạn vay 40 triệu thì các bạn lấy 70 nhân 4 lên. Ví dụ trong trường hợp của bạn sẻ đó chia sẻ cho mình là cho là bạn ấy vay 40 triệu đi, thì một tháng bạn ấy sẽ mất 70 nhân 4 là 280.000 đồng một tháng. 10 tháng bạn ấy sẽ mất là 2.8 triệu. 20 tháng bạn ấy sẽ mất tiền lãi là 5.600.000 đồng. Nhưng khi bạn ấy mua xe về, các bạn tính ấy, chênh lên 20 triệu đồng giữa 5.6 triệu là số tiền, số lãi suất mà các bạn được tư vấn, và 20 triệu đồng thì đó chênh lên 5.4-20, chênh lên khoảng 4 lần, gọi là cao gấp 4 lần. Vậy thì nguyên nhân do đâu mà các bạn tin vào mức lãi suất 0,7% rồi các bạn đến cửa hàng, các bạn mua xe nó lại chênh lên gấp 4 lần như vậy? Nguyên nhân là đâu các bạn? Nguyên nhân thứ nhất là các bạn chưa biết cách tính tiền lãi. Các bạn cứ hình dung như Tuyên vừa chia sẻ với các bạn, 0,7% một tháng nghĩa là các bạn vay 10 triệu, một tháng các bạn mất 70.000 đồng tiền lãi. Các bạn cứ nhân lên theo cách tính của Tuyên là các bạn nhẩm ra. Nguyên nhân thứ hai là cái nhân viên tư vấn cho bạn ấy tư vấn không đúng, không chính xác về mức lãi suất. Các bạn hiểu chưa? Nếu như ở thời điểm hiện tại các bạn đi mua xe máy trả góp mà các bạn nghe những ai tư vấn cho bạn lãi suất thấp là 0,7% này, 0,5% này, thì họ đang mồi các bạn ấy, đó là cần câu thôi các bạn nhé.
không có mức lãi suất đấy đâu. Các bạn phải biết hình dung rằng để các bạn mua xe máy trả góp ấy, mà các bạn làm trực tiếp tại cửa hàng ấy, qua chứng minh thư nhân dân, sổ khẩu hoặc qua chứng minh thư nhân dân và bằng lái xe, thì mức lãi suất thấp nhất trên thị trường là 1.37, 1.39, mà còn chưa tính bảo hiểm khoản vay các bạn nhé. Nếu như tính bảo hiểm khoản vay vào sẽ cao hơn một chút, nó rơi khoảng 1.6 đến 1.7, tùy từng ngân hàng, tùy từng thời gian bạn đóng là trong bao lâu. Đây là mức lãi suất thấp nhất đấy các bạn nhé. Còn trung bình nhé, các bạn hình dung nhé, các bạn nghe Tuyên nhé, đây Tuyên chia sẻ chân thành cho các bạn nhé. Mức lãi suất thấp nhất để các bạn mua xe máy trả góp ấy, nó sẽ dao động từ 1.37 đến 2.95, tùy từng gói, tùy từng loại xe. Chứ còn nếu như các bạn nghe ở đâu đó tư vấn cho các bạn ấy, mức lãi suất thấp như là 0.7% này, 0.8% này, 0.99% này, thì các bạn đừng tin vội nhé. Thực sự cũng có trường hợp, cũng có thời điểm các bạn mua xe sẽ nhận được mức lãi suất nó rơi vào khoảng 0.99%, nhưng chưa tính bảo hiểm khoản vay. Có các bạn nhé, không phải không, nhưng đó là thời điểm mà đang trong chương trình khuyến mãi của công ty tài chính và của hãng xe, và đặc biệt là nếu như ai mà tư vấn cho bạn mua một chiếc xe mà không mất lãi suất ấy, thì câu hỏi đặt ra là có hay không. Câu trả lời của Tuyên là có. Ví dụ như chiếc xe Honda WinX đợt vừa rồi, hãng Honda có đưa ra chương trình lãi suất 0% là có thật, nhưng thời điểm hiện tại thì đã hết rồi. Nhưng đó là các bạn phải mua vào cái thời điểm mà đang được khuyến mại thôi nhé, đang được có chương trình ưu đãi nhé. Các bạn mua ngoài chương trình thì không có mức lãi suất đấy đâu. Ngoài ra nhé, còn một ít hình thức nữa để các bạn mua xe trả góp không mất lãi suất, đó chính là các bạn mua xe bằng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng này thì đúng là các bạn mua xe các bạn không mất tiền lãi, nhưng các bạn phải làm được thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng đó là thẻ Mastercard các bạn nhé. Và loại thẻ đó thì hiện tại ở Bắc Giang ấy, chưa có đại lý nào, chưa có cửa hàng nào có thể hỗ trợ các bạn mua xe máy qua thẻ tín dụng để các bạn không mất lãi suất. Chắc chắn là chưa có nhé. Ở thời điểm này chưa có, nhưng trong tương lai tôi nghĩ là có. Vì vậy, qua câu chuyện của bạn trẻ đó chia sẻ cùng Tuyên, và cũng như là ở phần kết của video, Tuyên muốn chia sẻ tới mọi người rằng mọi người nếu như đi mua xe máy mà nghe những cái lời tư vấn có cánh qua Facebook, qua Zalo lãi suất cực kỳ rẻ, thì các bạn cần chú ý. Thứ nhất, các bạn cần chú ý cái gì? Các bạn cần chú ý cái người mà tư vấn cho bạn ấy. Các bạn để ý xem link Facebook của họ là gì, link Zalo của họ là gì, họ có dám thể hiện cái khuôn mặt của mình ra không. Bởi vì những cửa hàng, những ai mà bán xe một cách đàng hoàng, chân chính, họ phải dám chia sẻ hình ảnh của mình. Khi các bạn mua xe ấy, thì các bạn biết rằng xe ấy, về lãi suất thì nó có rất nhiều gói sản phẩm khác nhau, tùy hồ sơ, tùy điều kiện và tùy số tiền trả trước của bạn ấy, mà mỗi ngân hàng sẽ có mức lãi suất khác nhau. Vì vậy mà để tìm hiểu chi tiết nhất thì các bạn tốt nhất hãy đến trực tiếp cửa hàng để được tư vấn chi tiết. Sau đó khi các bạn ngồi xuống bàn làm việc với nhân viên tư vấn ấy, các bạn cần tính toán kỹ, chứ đừng có việc các bạn đừng có ký hợp đồng xong các bạn mang xe về các bạn lại thắc mắc lãi suất cao, các bạn muốn đổi xe, cái việc đó chắc chắn là không thể xảy ra được. Bởi vì các bạn ký hợp đồng, người ta bảo là bút xa gà chết mà, thì các bạn đã đặt bút ký là gần như là không thay đổi được gì. Vì vậy khi chúng ta đi mua xe, chúng ta cần lưu ý về nhân viên tư vấn cho bạn về mức lãi suất. Không có chuyện mức lãi suất quá thấp đâu các bạn nhé. Mua xe máy trả góp là các bạn vay qua ngân hàng, các ngân hàng chỉ liên kết với các cửa hàng xe máy thôi. Vì vậy mà mức lãi suất lúc nào cũng sẽ cao hơn so với các bạn đi vay thế chấp. Các bạn hình dung nhé, các bạn đi vay thế chấp sổ đỏ lãi suất là 0.99%, người dân hay nói là 1% đấy, mà các bạn đi mua xe máy trả góp mà lãi suất lại thấp hơn thì hơi hiếm các bạn nhé. Trừ những cái chương trình ưu đãi, chương trình lãi suất ưu đãi về lãi suất đang trong thời gian chạy chương trình mới có mà thôi. Vì vậy, lời khuyên chân thành cuối cùng của Tuyên dành cho các bạn là hãy lưu ý và tìm hiểu kỹ cái người bán xe
trước khi các bạn quyết định đến cửa hàng mua xe. Vâng, và cuối cùng thì Tuyên xin chia sẻ với mọi người rằng cửa hàng bên Tuyên đang làm việc ấy là địa chỉ là Dục Quang, Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang. Mọi thông tin chi tiết về cửa hàng, số điện thoại liên hệ mọi người có thể tìm hiểu ở phần mô tả phía dưới của video, hoặc liên hệ với Tuyên theo số điện thoại, số Zalo là 0946 313 216. Mọi thắc mắc cần hỗ trợ tư vấn mua xe máy trả góp, Tuyên sẽ chia sẻ với mọi người. Và trong video này hôm sau, Tuyên sẽ chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm các bạn đi mua xe máy trả góp để không qua cộng tác viên, để giá xe của bạn mua không quá cao so với giá hiện tại trên thị trường xe máy, đặc biệt là vào dịp cuối năm này nhu cầu mua xe của mọi người rất là cao. Vâng, nếu như mọi người thấy video của Tuyên chia sẻ hữu ích thì nhớ hãy nhấn nút đăng ký, subscribe và chia sẻ video của Tuyên đến với nhiều người để mọi người nhận được những cái giá trị, những cái thông tin mà Tuyên chia sẻ một cách chân thật nhất khi các bạn mua xe máy trả góp tại thị trường xe máy Bắc Giang nói chung và tại thị trường xe máy Việt Yên nói riêng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video lần sau trên kênh Xe Bắc Giang.